Này gọi là gì? Cái này là cái khung bao, nó khung quan hệ. Bao test. Khung bao, nó khung quan hệ. Đẹp quá trời đó. Mùi ống nước khó chịu quá ha. Đây là máy số 3. Lên được hai máy rồi, nhưng mà nó lên cục đầu lạnh thôi. Đầu nóng còn cả một vấn đề. Lên đầu lạnh thôi. Nãy giờ đi kiếm nó, nó ngoài đây. Mắc mấy gì kìa, người ta trốn đi làm. Kiếm cái trốn đâu rồi, bỏ chạy nữa rồi. Thấy không? Bắp chuông nữa. Mày đó. Thử. Thực ráng nữa.
Trên tầng 17 đấy. Thấy thấy hạ xuống được đó, thấy hao hao lủng lỏng ra, thấy ok đó. Thôi đè xuống được, xuống tháo rồi đi mới xuống được. Ừ, mở hết nó lấy ra cho mình bấy nó rớt xuống. Cái một nó rớt xuống khu ngay sảnh luôn, căn mình là ngay sảnh luôn. Cẩn thận nha, ngay sảnh á. Từ từ gỡ hết hả? Phụ ơi thôi cắt, tại nghe lan can cắt nó ấy, rớt xuống sợ là sợ nó rớt xuống thôi. Cắt hả? Lấy ngóc luôn. Nó đừng báo giùm coi. Cắt nó dẹp luôn, tháo luôn. Chờ nhờ xíu em. Ảnh cho cái rồi. Mở cái nhìn thoáng ha. Lưới cũ một. Nó làm gì đó nhở? Hở VIP là nhiều đồ mà. Cẩn thận cho hận đừng để nó góc. Với nít đi phòng nhé. Cái trên đó mình già xài được lại thì ngon hơn. Chắc không xài được lại đâu. Nằm ở phía trong mà. Xéo. Để coi coi. Được ngon.
Coi ship ra là làm nghề chét luôn ha, quá dữ. Cũng không ra nào được. Chỗ tép cho anh đây hả? Tuấn chụp cho chú tấm hình đang thiếu của Tuấn. Ok, chào và hẹn gặp lại mọi người video sau. Nhớ like, đăng ký, hãy tiện ủng hộ Chí Thị Tiền Dừa và Sự Tiên. Bye bye.